nhà anh có vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín dài. Ok. Anh ơi, hay là anh cứ vào quán ngồi đi ạ. Bà chủ công tác từ giờ đi nha. Anh ngồi đây chờ xe. Ok. Anh ơi, anh đặt xe phải không ạ? Ok ok. Vâng vâng. Em ơi anh. Ok em. Anh đi rồi, anh đi rồi. Thế anh đi rồi. Vâng. Anh ơi, thế anh nhà anh ở đâu để em đưa anh về ạ? Nhà anh có vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín dài. Ok. Anh ơi. Ok. Hình như là anh hơi quá chén rồi sao ấy? Hay là anh cho em xin phép em hủy cái chuyến này nhé. Dạ. Mày ấy à? Dạ. Mày bật à? Không ạ. Mày biết anh là ai không? Dạ em. Mày biết anh là ai không? Dạ em. Mày tin tao lổ một cuộc điện thoại mày bay account mày bỏ nghề luôn đâu? Không không, anh bình tĩnh, ý em không phải thế đâu, anh lắm quá. Hay là bây giờ anh ra cho em xin cái địa chỉ nhà anh để em đưa anh. Địa chỉ là cái vừa rồi. Cho em xin cái vùng của anh thôi. Cái vùng của anh là em đến đây em hỏi dân là ra nhà anh. Có được không ạ? Mày thích vùng cái gì? Vâng, anh cho em cái vùng. Vùng ngoại ô, tao có căn nhà tranh, tuy vẽ nhưng thần sinh tháng ngày sống riêng một người. Ok. Không, anh ơi, như thế nó khó cho em quá. Em không hình dung ra được là anh ở cái đoạn nào nữa. Hay là anh xin phép anh đặt chuyến khác nhé, cho em hủy cái chuyến này. Mày thích tao cho mày tiền. Dạ không, ý em không phải như thế anh ạ. Cho mày tiền luôn. Mày nói chung là mày có một cái vấn đề coi thường con người. Không anh ơi, cái vùng của anh. Mày làm dịch vụ thì dạ. Mày phải phục vụ cái người làm dịch vụ chứ không được từ chối phục vụ cái người làm dịch vụ. Thế em không biết anh ở đâu, em không đưa anh ra được. Mày phải đưa tao về. Dạ, nha. Anh ơi, khó mày em quá. Phải, anh tao đã bảo là mày đừng có lằng nhằng với tao. Rồi, cứ đưa về đi. Có khi là tỉnh lại được bo thêm đấy. Anh cho mày tiền. Dạ thôi, thôi anh ơi, em mời anh lên xe. Ôi, đây, chưa, hô em cái. Ui, ấy, chỗ của anh ở đằng sau. Ui giời, khổ. Ấy, chắc mang nhiều tâm sự. Đây, bia rượu vào khổ ghê này. Ơ, chị, bấm vào má nào rồi. Em xin lỗi, anh. Chị hộ em này. Vâng. Em cảm ơn ạ. Nhà tao ở một xóm nghèo ven sông, có con đò tên là đò Bến Hà. Ôi ơi. Alo. Dạ alo ạ. Ừ em à. Em có phải là xe ôm mà tối nay chở anh về không nhở? À dạ vâng đúng rồi. Có việc gì không anh ạ? Thế mày chở anh về đâu này? Do đứa gió đầy. Thế cho nên là em mới chở anh về giấy ăn còng. Về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Thì em chở anh về đồng đấy thì anh đã thấy cua chưa? Mày chết ra đây à? Mày đang đâu đấy? À dạ vâng có anh ạ. Ở phường này vui kiếp sống chính nhân nhưng không quên dệt mơ ước. Thế nhá. Thích hát à? Cho nghe hát luôn. Alo. Alo. Thằng mất dạy này.